Dạ, Hiếu Fan Vlog xin mến chào tất cả vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với thông tin trên kênh của Hiếu. Nội dung trong video này thì Hiếu xin tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến bé Gia Bảo, còn gọi là bé Phúc Tâm, để gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Và đặc biệt là nội dung trong video này, Hiếu có một cái đoạn video clip. Ở đó thì quý vị sẽ được nghe tiếng nói của thầy Hoàng Nguyên, thầy Huyền Trang nói về cái trường hợp của bé Gia Bảo. Thưa quý vị, thì trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Thì liên quan đến trường hợp của bé Gia Bảo thì mấy ngày vừa qua cũng dậy sóng ở trên mạng xã hội, và quý vị khán giả yêu thương Thiền Am thì cũng rất là lo lắng cho cái tương lai của bé. Không biết là khi bé được trở về với gia đình của mình thì tương lai của bé sẽ như thế nào? Có giống như tương lai của bé Khai Tâm trước đây hay không? Khi mà trở về với gia đình còn phải làm lụng cái này làm cái kia, rồi đi bán vé số vân vân, thì thật là tội nghiệp cho các bé ở đây. Trong khi đó thì ở Thiền Am chúng ta biết rồi, các bé có cái điều kiện, có môi trường, được ăn học, được các thầy cô dạy dỗ ngoan hiền nè, rồi chăm sóc mập mạp lên. Chẳng hạn như trường hợp của bé Phúc Tâm á, trước khi mà vào Thiền Am á, thì vì biết là bé bệnh nè, rồi ốm đau, gầy gò, thân hình rất là tiều tị. Nhưng mà khoảng một thời gian vào Thiền Am rồi á, thì các cô các thầy chăm sóc thì bé có da có thịt mập mạp lên đó, và cũng được chỉ dạy học hành và bé cũng theo kịp các bé khác, cho nên là bé rất là thông minh, ngoan hiền và lễ phép, chứ không có giống như cái lúc mà còn ở với mẹ của bé. Thì qua đây trong cái đoạn video clip sau đây thì Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết á, thì cô Trang cũng có gửi lời cảm ơn đến với người mẹ của bé Phúc Tâm khi mà đã chọn đúng nơi đúng chỗ, đó là Thiền Am Anh Bộ Trụ, trước đây là Tịnh Thất Bồng Lai, để mà gửi bé vào đây cho các cô các thầy chăm sóc. Thưa quý vị, thì cái đây chúng ta gọi là một cái ân nghĩa rất là nặng, sâu nặng ở đây đúng không ạ? Nhưng mà ở đâu đó thì bên phía mẹ của Phúc Tâm á, không có nhìn nhận ra được cái sự việc này. Và cũng bị bên phe đối lập á, chính nghĩa địa xúi giục là phải kiện tụng Thiền Am để mà làm dậy sóng lên, để mà đòi con mình ra tòa như thế này nọ vân vân, thì làm cho dư luận cũng vô cùng bức xúc trong cái hành vi của mẹ bé Phúc Tâm. Thưa quý vị, thì qua cái đoạn video clip sau đây thì chúng ta mới thấy được rằng cái tình yêu thương cao cả của các thầy cô dành cho các bé như thế nào. Ở đây á, trong cái đoạn video clip này thì cô Trang cũng có hứa là sẽ nuôi dưỡng cho bé Phúc Tâm nên người, rồi ăn học đàng hoàng, rồi mập mạp ra nó như thế này thế nọ, ngoan hiền lễ phép vân vân các kiểu hết đó. Thì chúng ta thấy rằng là Thiền Am Anh Bộ Vũ Trụ là một cái nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi rất là tốt, nhưng mà ở đâu đó thì xã hội cũng như là dư luận họ ganh ăn tức ở, luôn luôn có những cái câu chuyện bịa đặt vu khống để mà gán ghép chà đạp xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của họ, hòng xóa sổ Thiền Am Anh Bộ Vũ Trụ. Thì đây là một việc làm mà chúng ta cần phải lên tiếng, thưa vị khán giả. Không dài dòng nữa, Hiếu mời vị khán giả cùng đến với một cái đoạn video clip sau đây. Trước tiên thì chúng ta nghe thầy Hoàng Nguyên nói chuyện. Đây là một cái video cũng khá là lâu rồi, cái thời kỳ mà bé Phúc Tâm mới vào Thiền Am Anh Bộ Vũ Trụ, và sau đó thì chúng ta sẽ nghe tiếng nói của cô Huyền Trang có những cái lời hứa đối với trường hợp của bé Phúc Tâm, bé Gia Bảo, thưa vị, và cũng cảm ơn đến người mẹ của bé khi đã chọn Thiền Am Anh Bộ Vũ Trụ là một cái nơi để mà gửi bé Gia Bảo vào đây. Và cô thầy cũng rất là lo nếu mà mẹ của bé Phúc Tâm không sáng suốt mà gửi bé đi một cái chỗ nào đó, một cái chỗ nào khác, họ sẽ chăn dắt trẻ nè, rồi lợi dụng trẻ làm những cái việc mà nó xấu xa các kiểu hết, thì nó cũng không có được tốt đẹp. Nhưng mà may thay thì mẹ đã chọn đúng cái nơi gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Anh Bộ Trụ, để mà cho bé Gia Bảo vào đây được các thầy cô dạy dỗ, cho nên là bé mới được nên người như ngày hôm nay, thưa quý vị. Và không dài dòng nữa, Hiếu mời quý vị cùng đến với đoạn video clip sau đây ạ. Trước mắt thì sở dĩ mà Hoàng Nguyên quay cho quý vị xem á, là Hoàng Nguyên biết rằng á, là quý vị ngoài cái việc quý vị yêu thương năm chú tiểu, quý vị theo dõi năm chú tiểu mỗi ngày, thì mọi cái sự việc của Tịnh Thất Bồng Lai quý vị cũng rất là quan tâm, và các thầy các cô ở đây thì quý vị cũng rất là yêu mến. Cho nên là Hoàng Nguyên muốn rằng ngoài cái việc mà quay các chú tiểu lên cho quý vị xem, thì những cái sự kiện gì của Tịnh Thất Bồng Lai cũng như là những bé nào vào Tịnh Thất Bồng Lai, bé mạnh khỏe hay bé có ốm yếu
hay như thế nào, Hoàng Nguyên cũng quay lên để cho quý vị những vị khán giả ở trong nước lẫn cả ngoài nước lúc nào cũng được gọi là nhìn thấy và cũng theo dõi sát y như là quý vị đang là có một cái nhà kế bên Tỉnh Thất Bồng Lai, luôn luôn theo dõi Tỉnh Thất Bồng Lai. Rồi, bây giờ thì trước mắt là Hoàng Nguyên giới thiệu cho quý vị biết, bé tên là Trần Gia Bảo, 3 tuổi và bé đã là một thành viên chính thức của Tỉnh Thất Bồng Lai và có giấy tờ hẳn hồi, mình làm giấy tờ hết trơn rồi. Đó, và Tỉnh Thất Bồng Lai sẽ có trách nhiệm là nuôi dạy bé cho đến khi mà bé nên người luôn. Rồi, đó trước mắt là vậy nha. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị một buổi trưa thật là vui vẻ, ăn cơm thật là ngon miệng nha quý vị. Đó. À khoan đi, bây giờ trước khi tắt hỏi cô Trang thêm vài câu nữa là bây giờ thì khi mà bé bắt đầu gia nhập vào rồi thì bắt đầu cô Trang có trách nhiệm nè là lo ăn uống sữa sùng cơm nước tắm rửa cho bé và đồng thời bắt đầu là mình cho bé vào cái khuôn khổ của mấy chú tiểu ở đây, tức là mấy chú tiểu mỗi ngày ngồi thiền học cái gì làm cái gì thì dĩ nhiên bé mới vào thì bé theo đâu có kịp, cho nên là mình không có ép, cứ việc cho bé cứ việc theo từ từ, chậm cũng được, rồi cứ bắt chước theo lần thì riết y như Ánh Tâm vậy đó. Ánh Tâm hồi đó mới có 2 tuổi 2 tuổi mấy, còn lờ khờ hơn bé này mà Ánh Tâm còn được nữa mà. Nó thì cứ việc là từ từ theo mấy bé thì sẽ được thôi. Cô Trang trước khi tắt không muốn nói gì với bé cũng như cho khán giả biết không? Muốn cảm ơn cái người mẹ đã gửi bé vào, tại vì ba mẹ lúc nào cũng dành cái sự mà tốt nhất cho con của mình. Mà nếu ba mẹ mình không có điều kiện mà dành sự tốt nhất cho con, nhờ người khác dành sự tốt nhất cho con mình, thì đó là có điều đáng quý, đáng trân trọng. Tại vì tất cả những người mẹ trên đời này là đều mong con mình tốt, cho nên ai nuôi cũng không cần biết, vấn đề là con của mình sau này sẽ thành tài, sẽ được tài giỏi, là điều đó là điều mà ở trong những tôi là rất là cảm ơn cái người này cho. Tôi sẽ hứa với gia đình và hứa với khán giả và sẽ hỗ trợ giúp cho bé sẽ được mập mạp, lễ giỏi, đúng rồi. Kính thưa quý vị, ý của cô Trang nói đó là cảm ơn nha người mẹ, cảm ơn gia đình của bé đã chọn Tỉnh Thất Bồng Lai để gửi gắm bé vào, bởi vì ý của cô Trang là cha mẹ nào thì cũng muốn tốt cho con của mình, mà nếu mà mình gửi vào cái chỗ mà nó không có được gọi là nó không có được ok đó thì chưa chắc gì sau này lớn lên bé đã tốt, cho nên cái việc mà mình chọn lựa cái chỗ để gửi bé vào là một chuyện rất là quan trọng. Và cô Trang cảm thấy mình rất là có trách nhiệm và mình cần phải làm cái gì đó để đền đáp lại, để gọi là để cho cái người mà cho bé vào á, người ta cảm thấy rằng người ta đã cho bé vào cho cô Trang là người ta cho xứng đáng. Cô Trang là một người mẹ xứng đáng. Rồi, cảm ơn quý vị nha, cảm ơn cô Trang. Rồi, Gia Bảo ơi, bye bye nha, bye bye. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, quý vị cũng vừa nghe một cái đoạn video clip mà thầy Hoàng Nguyên cũng như là cô Quyền Trang cũng đã có cái lời cảm ơn gửi đến khán giả cũng như là mẹ của bé Gia Bảo đã tin tưởng Thiền Am Minh Bầu Vũ Trụ để gửi bé vào đây. Bởi vì đây là một cái môi trường tốt thì các thầy cô cũng sợ là mẹ của bé Gia Bảo mà không gửi vào đây mà gửi đi chỗ khác á, thì nó không có được ok và cái tương lai của bé sẽ không có được tốt. Thưa quý vị, thì qua những lời cảm ơn, những lời hứa đó thì chúng ta cũng cảm thấy rất là cảm động ở đây, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng cái tình yêu thương của các thầy cô ở đây đối với các trẻ thật sự rất là tuyệt vời, đúng không quý vị khán giả? Thì qua đây chúng ta cũng mong rằng là mẹ của bé Gia Bảo, bé Phúc Tâm cũng suy nghĩ lại. Bởi vì cái trường hợp của bé đó, khi mà vào đây thì giữa hai bên, bên Thiền Am cũng như là bên gia đình của mẹ của bé thì cũng đã có làm giấy tờ thủ tục rất là rõ ràng, đàng hoàng thưa quý vị. Thì bây giờ muốn xin lại thì cứ đến việc mà nói với thầy ông nội hay là các thầy cô còn lại ở Thiền Am Vũ Trụ đó, thì sẽ được nhận lại bé thôi. Thì giấy tờ thủ tục ban đầu như thế nào thì bây giờ thì vẫn làm giấy tờ thủ tục như thế đó để mà nhận lại bé thôi, chứ đâu có cần thiết là phải kiện tụng Thiền Am Minh Bầu Trụ ra tòa thưa quý vị. Nếu mà cô Cúc đang thụ án ở trại giam thì cô Cúc có thể là ủy quyền lại cho các thầy cô còn lại để mà làm thủ tục
giao nhận trả bé về cho gia đình. Thì cái chuyện này cũng rất là bình thường đơn giản thôi. Nhưng mà ở đâu đó thì khán giả cũng nhận ra một điều rằng trong cái trường hợp của bé Phúc Tâm thì có bàn tay của những người xấu, tức là những người ở bên phe đối lập đó, họ xúi giục mẹ của bé Gia Bảo làm cái điều này, thưa vị. Thì đây là một cái hành vi mà mấy ngày vừa qua cũng được dư luận quan tâm và lên án đối với trường hợp của mẹ bé Gia Bảo và ở bên phe đối lập, thưa vị khán giả. Thì qua cái câu chuyện của bé Gia Bảo, có rất nhiều vị khán giả cũng để lại những cái bình luận rất là hay, rất là cảm động. Và sau đây thì Hiếu cũng xin trích một cái bài bình luận của chị Trâm Phan có nói như thế này. Quý vị khán giả bỏ thời gian ra nghe và nhận định là cái nội dung của cái bài viết này, quý vị có đồng tình hay không nhé. Thì chị Trâm Phan nói như thế này: thật tội nghiệp, công nuôi dưỡng vẫn nặng hơn công sanh. Sanh ra mà vứt bỏ con nhỏ sẽ không sống được nếu không có người khác cưu mang. Một cái bánh vứt cho người khác lợm thì có đòi được không? Nếu quan tòa công tâm thì sẽ xem xét so sánh bé Phúc Tâm trước và sau khi đến với Thiền Am. Về hình hài và thái độ cử chỉ của bé thì sẽ phán quyết nơi đâu là thích hợp cho bé nhất. Theo tôi, khi mới tới Thiền Am thì bé ốm yếu, lại ăn nói không lễ phép. Nhưng sau một thời gian ở với các thầy cô thì bé tươi sáng, ngoan ngoãn lễ phép hẳn ra. Nếu tiếp tục sống với các thầy thì chắc chắn bé sẽ là phần tử tốt cho xã hội. Và nhất là phải hỏi ý bé thích sống với ai thì hãy quyết định cho bé. Người lớn hại các bé khổ tâm, thậm chí khổ thân. Thật tội nghiệp, cầu chúc cho các bé bình an vui vẻ. Chúc em vui. Thì trong cái nội dung của cái bài viết của chị Trâm Phan có nói á, nếu mà tòa án có diễn ra để mà xử cái vụ mà tranh chấp nuôi bé Phúc Tâm giữa gia đình của bé cũng như là Thiền Am á, thì cũng phải có cái cách nhìn nhận công tâm, và đặc biệt là phải hỏi ý kiến của bé Phúc Tâm ở đây, xem là bé có chịu về nhà hay không, hay là bé muốn ở lại Thiền Am, thì sẽ quyết định theo cái ý của bé, thưa vị khán giả. Đó, và ở đây thì chị cũng nói là người lớn làm cho trẻ nhỏ phải khổ thân ở đây, thật là tội nghiệp. Thì qua cái câu chuyện này thì vị khán giả cũng đã nhìn nhận được cái sự việc là đúng sai như thế nào, đúng không ạ? Thì qua đây Hiếu cũng xin cảm ơn cái bài bình luận của chị Trâm Phan rất là nhiều. Một bài bình luận cũng rất là hay, ý nghĩa và chi lý chi tình ở đây. Xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Thì nội dung video clip hôm nay là Hiếu muốn chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả một cái đoạn video clip mà cô Quyền Trang đã nói lời cảm ơn với khán giả cũng như là mẹ của bé Phúc Tâm đã tin tưởng và chọn Thiền Am Bộ Trụ để gửi bé Phúc Tâm vào đây. Thì theo vị khán giả nhận định như thế nào trong cái câu chuyện này? Rất mong là vị khán giả để lại một bình luận nhận xét, một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu ạ. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa cuối video, Hiếu mến chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất ạ.